các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Bây giờ thì chuẩn bị đồ các bạn ha. Đó, đem đi qua Arizona để làm chiếc Aventador SVJ. Thì chút nữa bỏ đồ lên xong thì đi. Anh em đã bỏ chiếc Aventador của mình lên rồi. Xong rồi bắt đầu tắm rửa xong một chút nữa đi. Thì chùm mình em này lại. Và một chút nữa bỏ chùm mình vô chiếc Aventador SV lại. Lock lại và đi Arizona. Xong rồi về sẽ gặp lại em nó sau. Ở trong kênh Khói Xe thì cũng rất là nhiều anh em đón đúng và cũng rất là nhiều anh em đón sai ha. Về chiếc xe này thì đối với mình á, thì rất thú vị các bạn, tại vì khi mà mình đón cái gì đó thì nó chưa được biết tận tình thì lúc nào nó cũng là một cái thắc mắc và cái thú vị để tìm để đón nó. Thì hồi trưa mình đưa cái đuôi nó lên cao một chút thì các bạn thấy bây giờ cái đuôi nó nằm cao lại ha. Thì các bạn sẽ khó đón ở phía khúc này ha. Có một mơ số bạn đón cái khúc này đúng rất là hay đó. Và đón khúc đó đúng cũng rất là hay. Nhưng mà bây giờ mình sẽ trước khi mình đi Arizona thì mình sẽ hello với các bạn tí ha. Dở ra cho các bạn coi tí ha. Thì các bạn, nếu các bạn mê xe thì các bạn sẽ biết là xe gì ha. Là biết chắc chắn luôn á. Biết chắc chắn luôn ha. Ok. Thì các bạn thấy nguyên cái carbon hai bên, carbon của diffuser rất là bự ha. Đó, thấy chưa? Đó. Dở lên chút nữa ha. Dở cái này cũng như là dở cái váy của em. Em lên một chút à. Để coi cái gì ở đây. Và cái kế là các bạn thấy khói xe ha. Lên tí nữa ha. Đó. Lên tí nữa. Gì đây. Thì các bạn thấy cái bô. Đó. Thấy bô hả? Ok. Và video ở đây một chút ha. Để coi gì đây. Coi gì đây các bạn ha. Gì đây. Kéo lên chút coi. Thấy chứ gì. Gì đây. Ok. Ok thì phần đông các bạn đã biết ha. Các bạn coi một cái diffuser của nó dưới ha. Đó. Cái diffuser của nó là cái massive luôn các bạn ha. Ok, các bạn đón tiếp đi ha. Đây, bây giờ thì ra đóng cái remote lại, khóa nó lại và chuẩn bị chút nữa. Khuya nay anh đi rồi, còn ai vượt tóc mỗi khi em hơn rồi. Khuya nay anh đi rồi. Thì chuyến đi này có mình với lại em bà con mình đi chơi nữa ha. Đó, Aventador lên trên. Đó, ok. Thì bây giờ khóa lại và chùm mền nó lại các bạn ha. Thì trên cái chuyến đi Arizona này có cái gì hay thì mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn thêm ha. Rất là cực các bạn, rất là cực. Thì hy vọng lần này đi suôn sẻ hết và mọi điều được suôn sẻ. Rồi về với gia đình và sẽ tạm dừng không đi sửa xe xuyên bang nữa. Tại vì đồ, đem đồ mà thiếu một cái đồ gì phải chạy đi mua rồi nó cực lắm các bạn. Khi làm mà cái đồ nghề mà nó không đúng á, cái nó khó làm lắm đó. Các bạn ơi, thì bây giờ 3 giờ sáng ha. Mình chạy tới chỗ kia thì
bánh xe bị bể các bạn ha, bánh phía trong. Đó. Thì hên là mình có đội đồ đầy đủ kia ở đây, có đội đồ đầy đủ ở đây để mình bắt đầu thay cái vỏ xe phía trong các bạn ha. Thì đau lòng quá đi. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái rồ mọt lên một chút để nó đỡ đè lên cái chiếc truck các bạn ha. Okay. 3:40 sáng các bạn, tối nay khỏi ngủ luôn. Okay, thế bây giờ mình sẽ đổi cái bánh sau luôn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái bánh xe cua nó xuống trước ha các bạn ha, để trước khi mình quên ấy rồi.
Thì trong đây nó có đúng này các bạn ha, cho mình tọt vô để mình trước hết mình lấy chìa khóa mở ổ này ra. Lấy chìa khóa các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tọt cái này vô đây. Là mình xoay vòng vòng đó để cái bánh sau chứ nó sẽ hạ xuống các bạn ha. Ok, thì các bạn thấy cái bánh xe cua nó nằm ở đây. Để lấy cái này ra. Bánh này nặng lắm các bạn. Cái vỏ này là cái vỏ giống như là container chứ các bạn. Cho nên nó rất là nặng. Ok, đây các bạn thấy cái vỏ này, vỏ nằm phía trong, bánh nó lại. Ok, giờ mình sẽ lôi cái vỏ phía trong ra các bạn ha.
Bận quá các bạn ơi. Chở nặng không? À. Thank you.
nhé. Bây giờ mình sẽ đưa cái đội lên trên các bạn ha. Ok, đưa cái bánh xe lên nặng quá bạn ơi. Xe nặng quá. Ok, mình check ở phía trong cái các bạn ha. Ok không? Chuyển kia cái. Ok, vẫn còn khóa lại. Ok, thì bây giờ nhắc cái gì đây? Em rửa tay các bạn ha, cái mình lên đường tiếp các bạn. Mình muốn coi cái bánh xe trong coi nó ok không. Trong hình như giờ nó cao hơn bánh xe ngoài luôn. Nó mới quá. Ok, rửa tay cái giọt các bạn. Ok, tiếp tục lên đường. Cuộc đời là những chuyến đi. Sướng cũng muốn sướng cũng muốn khổ các bạn ơi. Sướng cũng muốn khổ. Ok, nóng quá. Ok, giờ tiếp tục lên đường các bạn ha. Nếu có hư nữa mình sẽ quay chia sẻ cho các bạn ha. Tại vì là mình, các bạn, mình luôn luôn lúc nào cũng có các bạn với mình đó, cho nên cho nên mình cảm thấy rất là ok ha. Các bạn thấy đây xe cắt ghê không? Là chỉ có một cái cây xăng thôi nha. Là theo dọc đường xa lộ nhiều cây xăng lắm, có nhiều cái chạm xăng lớn đó các bạn. Thì tối truck tôi nói ghé tôi ngủ nè. Đó, chỗ đổ dầu. Đó nó ngủ kẹt mà nó ra ngoài tới đây luôn nè.
Còn bên kia là cho tụi nhỏ nhỏ nó ngủ đó, cũng như là cái những cái OV á, cái nhà mà ở đi chơi rợ trên đó luôn á thì nó ngủ ngoài đó. Còn ở trong kia là cho những container. Wow, cái lỗ bự à, nếu anh chơi là mình lọt yêu. Đó, trước mình có thằng cái rồ mọt nó cũng dài nè các bạn ha, nó đang chạy tới nè. Nó dài không? Giống của mình không? Đó. Cái đó là nó chở ngựa ha các bạn ha, nó chở ngựa. Ok, bây giờ lên xa lộ dọt tiếp các bạn. Đi sớm về sớm. Mấy này xin đậu đây anh chị. Good morning các bạn nha, chào các bạn buổi sáng. Bây giờ là 5 giờ mấy sáng à. Thì ghé đổ cái dầu nữa các bạn ha. Cạn hết dầu rồi. Xe dơ quá, sáng mời chắc chạy nó sáng mời xong ghé đổ đổ dầu lần nữa xong rồi rửa, đi vô rửa cái rồ mọt, cái container với là cái chiếc truck các bạn ha. Hello anh em khối xe. Hello. Nhiều các bạn nói anh này có tướng gì khó chịu chảnh gì đó, không phải tại vì nó qua Mỹ hồi lúc như 1-2 tuổi cho nên mình nói tiếng Việt, anh ngồi anh làm khinh anh ấy thôi chứ không phải. Thì hồi tuổi thay cái bánh xe đó là anh ngủ thì mình để cho anh ngủ, mình thay không có kêu nó dậy. Thì bây giờ các bạn coi nè, mây hả bưởi, mày hả bưởi. Em mà thống lũng các bạn. Ok thì chạy tới sáng mai đi, chạy qua tới Arizona. Đây là mình sẽ rút nó ra, rút ra nếu mà nó xì thì mình sẽ đi thay cái bánh mới ha, còn không thì chứ bây giờ mình rút nó ra sợ nó xì mất công ấy. Tôi thấy nó không có xì. Ủa cái đinh mà sao nằm ngang ta. Cái này là đi tiểu tiện là bị dính á. Đó được rút ra, được rút ra. Được sao? Đi tiểu tiện đi vô ghé bên lề đường á, cái tiểu á thường thường nó hay có cái đinh á, hay xuống mấy cái lề cắn á, cái đinh nó quốc vô. Nó đâu có xì đâu. Để em đi, từ từ. Khi nào xì tính. Thì cái video này mình sẽ làm, nó là một cái video thứ nhất các bạn ha. Và sáng mai này thì bắt đầu chạy ban ngày. Chạy ban ngày thì cái gì hay, cái gì đẹp mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn ha. Trên kênh Khói Xe. Trên trên đường qua bên Arizona thì khi mà vô trong Arizona nó có nhiều cái cảnh đẹp các bạn. Arizona là một trong cái tiểu bang, nó có nhiều cái thiên nhiên về cũng như là giống như là núi đất lở đồ đó, rất là đẹp, rất là đẹp. Và những cái xương rồng rồi ha. Thì mình cái gì ấy thì mình sẽ quay chia sẻ với các bạn thêm nữa ha. Nói gì mày? Hả? Đổ 80 hả? Ok, đổ đỡ chút ra cái xăng lớn đổ luôn ha. Không không cần, chút đây nè. Ok, và cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế nha.